Một câu hỏi nữa của một số bạn, các vị ở Hải Phòng, Quảng Ninh và Tây Nguyên có hỏi thế này. Chương trình cho em hỏi lý do vong hồn người mất mới mất trong 49 ngày phải về nhà 7 lần. Lý do là gì ạ? Vâng. Tức là thường thấy người ta cúng thất thất mai tuần. Và người ta cho rằng là mỗi một khi người mới mất thì cúng 7 lần, 7 tuần. Và có người giải thích rằng là 7 lần trong vòng 49 ngày thì 7 lần về nhà. Do vậy phải cúng 7 tuần. Thực ra cái cách giải thích ấy nó có phần hơi thô một tí. Nó bản chất nó cũng không phải là về nhà 7 lần. Mà khi những người mới mất thì cái linh hồn ấy nó thường quanh quẩn ở nhà. Thường quanh quẩn ở nhà. Và nó cũng giống như là cái người mà đi xa thì hay nhớ nhà vậy. Thậm chí ăn ngủ, những người đi nước ngoài ấy, cái giờ ăn giờ ngủ nó vẫn cứ bị vướng về, giống như là cái trong những ngày đầu sang nước ngoài ngủ cũng không đúng theo cái địa lý ở nước ngoài đâu, mà đúng cái giờ ngủ ăn như ở trong Việt Nam, nó vẫn còn cái tập quán ấy. Đó. Vậy thì những người mới mất ý, cái linh hồn người ta gọi là cái thần thức ấy vẫn quanh quẩn ở nhà, chứ không phải 7 ngày mỗi 7 ngày lại về một lần, không phải, mà nó vẫn cứ quanh quẩn ở nhà. Trong này các vị nếu mà cứ đọc cái quyển sách ấy, ví dụ như là đọc quyển sách của Pháp Sư Tịnh Không thì cái Pháp Sư có viết một cái bài sự kiện quan trọng nhất trong đời người đấy, thì cũng giải thích rõ là trong 7 ngày đấy thì cứ 7 ngày một lần thì cái người chết ấy, để có một cái cảm giác phiền não đau đớn quay trở lại giống như cái ngày mới mất. Cứ 7 ngày thì cái chu kỳ cái cảm giác lại giống như là cái ngày mới mất vậy. Nó quay lại. Do vậy trong quyển sách ấy nói mỗi một tuần là phải khai thị cho một bài để cho các cái vong linh hiểu được là cái thân tứ đại đã hết rồi. Giải thích cho cái vong linh hiểu. Đấy, trong cái quyển sách của Pháp Sư Tịnh Không nói như thế, thì mỗi tuần sẽ đọc một cái bài khai thị khác nhau. Thì đấy là sách của người khác. Nhưng chúng tôi thì đọc nhiều sách, tin sách chỉ là một việc thôi. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải thẩm định mà. Thẩm định và các pháp thí nghiệm về thế giới tâm linh. Trong khi đó chúng tôi được cái thuận tiện hơn, tức là chúng tôi có được một cái đội ngũ của các nhà ngoại cảm. Và các nhà ngoại cảm này nó giống như là cái nhà phiên dịch ấy. Anh phiên dịch, ví dụ như là phiên dịch tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp vân vân. Thì mỗi một cái nhà ngoại cảm nó có kênh phiên dịch về một lĩnh vực khác nhau. Thì dùng các nhà ngoại cảm để phiên dịch các cái tín hiệu của cái thế giới tâm linh, nhất là đối với những người đã mất. Và càng quan trọng hơn là trong 30 năm qua thì chúng tôi á, những cái cán bộ ngay trong nội bộ của cơ quan thôi cũng có gia đình, có bố mẹ, anh em, mà kể cả thậm chí có cả những người trước đây đã từng công tác trong ban tâm linh họ mất đi, thì thường là chúng tôi ưu tiên có thời gian tiếp xúc và hỏi han trong vòng 50 ngày ấy, 49 ngày ấy, thậm chí 100 ngày ấy, thì cái vong linh ra sao. Ví dụ như cái ngay kể chị Nguyện là một nhà ngoại cảm rất giỏi, thì cũng có một người mà chị rất là yêu mất, thì chị kể như thế nào và cái cách cầu siêu của chị đến đây cầu siêu không phải 49 ngày như mọi người, mà 100 ngày liền. Và chị thí nghiệm mỗi một ngày chị đi
đến đây cầu siêu thì cái vong linh ngồi bên cạnh, và họ mỗi một ngày chị theo dõi, mỗi một ngày chị theo dõi cái trình độ giác ngộ của cái vong linh như nào. Lúc đầu đến thì họ rất là buồn, xa xôi, xa cách người yêu thương nhớ, nhìn thấy nhau, họ nhìn thấy, và chị nguyện ngoại cảm cũng nhìn thấy, nhưng không làm gì được, không còn xác thân nữa. Nhưng mỗi một ngày đến đây cầu siêu, mỗi một tuần thì nó được khai thị giác ngộ như thế nào. Và có những hôm mà chị nguyện mãi vẽ đi tìm liệt sĩ, thì đến giờ ở đây cầu siêu thì còn cái vong người yêu của chị đến còn dục: em ơi, ở số 1 động tác đến giờ người ta cầu siêu rồi, em mày đi đi, không có thể anh đi trước đấy. Tức là họ đã đến đây nhiều lần cho nên họ cứ đi. Thế chị nguyện đành phải gấp công việc lại, rồi là lại sang cầu siêu. Và chị mỗi lần đến đây cầu siêu, chị kể lại cái tâm trạng của cái linh hồn người mà yêu của chị, và chị kể thì những cái năm, những cái ngày cuối cùng nó không buồn như ngày đầu nữa. Ngày đầu thì nó buồn lắm, nhưng mà ngồi nghe cầu siêu nhưng nó buồn dần 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 dần, họ cũng hết buồn thì họ vui. Và đến 100 ngày chị bảo chả thấy nhìn nó đâu đó, chắc nó đi cảnh giới khác. Chính là chị nhà ngoại cảm mà không, khi cầu siêu chị cầu siêu cho 100 ngày không nhìn thấy nữa, đi mất đâu rồi. Như vậy thì cái chúng ta nghĩ là cứ mỗi tuần vong được về nhà một lần thì cũng đấy là một cái ý nghĩ vậy thôi, chứ không chuẩn xác. Mà thường tất cả những cái đám ta đám hiếu thì khi người ta mới mất, người ta thường vẫn nhớ lại, vẫn thèm khát những cái ngày tháng mà đã sống ở trên trần gian. Cái dư âm ấy nó kéo đi lâu, trong khoảng 49 đến 100 ngày. Có những khi họ còn nghĩ họ chưa chết nữa cơ. Chúng tôi đã có những thí nghiệm, họ về mà họ không tin họ chết cơ mà. Đấy, cho nên không tin họ chết cho nên họ phải tác động lên những người thân, kể cả thân yêu ruột thịt hoặc những cán bộ thân tình của cơ quan, tác động làm cho có khi đau ốm, phiền não, để cho phải giao lưu với họ, để cho họ phải trình bày quan điểm mà nói. Đó. Như vậy thì trong cái vòng 49 ngày đó, thậm chí có khi 100 ngày nữa, đó, họ giải quyết tất cả những cái nỗi âu sầu, những nỗi nhớ nhung xong, những cái phiền não xong, cầu siêu, thậm chí cho họ giao lưu với gia đình xong. Nếu như họ thỏa mãn được cái đấy rồi thì bắt đầu họ đi cảnh giới của họ. Đấy là một cái lý do mà tại sao người ta vẫn cúng thất thất tai tuần 7 ngày, nó là như vậy. Đương nhiên cũng có những cái vong, những cái thần thức nó giác ngộ, mà có những người giác ngộ ngay cả trước khi chết, người ta cũng bắt đầu người ta biết được cảnh giới của họ sau khi chết. Cho nên khi chết mấy ngày có thể vẫn nói chuyện với họ được, nhưng mà họ cũng biết rằng là cái chết là cái việc, là cái thân vô thường, họ không buồn lắm đâu. Họ biết là thân vô thường, không phải là cái giữ mãi được. Và họ cũng dặn dò lại con cháu thì họ đi cảnh giới của họ khác. Cho nên trong vòng 49 ngày, có những người còn quanh quẩn ở nhà, có những người để họ giác ngộ không quanh quẩn mà họ đã ra đi theo cảnh giới khác, theo cái nghiệp lực nhân quả mình đã gieo, thì họ tiếp tục giống như là học hết phổ thông thì lại vậy, đi vào trường đại học nào đó, mà cái trường đại học nào đó phải phù hợp với gì, cái tài học của mình, phù hợp với nguyện vọng của mình, xem là có phù hợp điểm số không, và cái trường có đủ quân số để nhận mình không. Tức là phải có 3 điều kiện để đi tái sinh. Lúc ấy họ sẽ hiểu được điều đó, họ không quay về nữa, không quay về thường xuyên nữa. Có những vong mà họ quanh quẩn mãi, chứ chưa phải 49 ngày họ cũng chưa đi đâu, họ vẫn quanh quẩn mãi, họ liên tiếp mãi. Đấy, nhưng cũng có cái vong thì họ đi rất là nhanh. Đặc biệt là có cái vong không chờ đến 49 ngày đâu. Nó hai trường hợp là cực thịnh và cực ác. Ta ví như thế nào? Ví dụ như các em, cái anh học sinh giỏi thì không cần để thi 3 tháng thi đại học đâu nha. Học hết, đang học hết phổ thông hết, tốt nghiệp, có một cái cơ quan đến họ
đưa ngay đi học cấp học bổng luôn, không mày không cần phải thi nữa. Đấy thì ví cho những anh không phải thi chọn nữa, đấy là anh cực thiện, đi tái sinh sang cảnh giới khác này. Ngược lại cũng có anh không chờ anh thi nữa mà anh làm việc ác, không để cho thi đại học nữa mà anh làm việc ác, công an đi bắt luôn. Như vậy được cực thiện và cực ác, không chờ 49 ngày đâu. Còn thường thường thôi nhé, thường thường là 49 ngày sẽ định hình được nhân quả, và cái người mất cái linh hồn của họ đã hiểu được mình cần đi đến chỗ nào, cảnh giới ra sao. Nhưng có nhiều người lại máy móc, bảo là sao Phật, kinh Phật nói là 49 ngày buộc lòng phải đi đầu thai tái sinh, cho nên sẽ không còn giao lưu với vong nữa. Cái đấy lại là gì? Là theo một cái chủ nghĩa cực đoan. Trong kinh Phật chỉ nói là sau 49 ngày là đi đầu thai, nhưng không nói rằng phải đi đầu thai hết. Cũng như chúng ta nói là sau khi thi học phổ thông thì sẽ vào đại học, nhưng không phải tất cả những anh đi học phổ thông đều vào đại học tất. Vậy thì trong vòng khoảng thời gian 49 ngày là định hình nhân quả, họ hiểu rõ là họ đi đâu, chứ không phải tất cả là phải đi đầu thai. Đầu thai nó phải nhiều cái yếu tố nữa, nó phải có điểm đến, điểm đi, điểm đến và điểm thi nó có tương hợp nhau không. Cho nên là có những cái người mà 100 năm, mấy trăm năm, có những vị thần chẳng hạn, chúng tôi có giao lưu những cái thần linh hoặc là những cái ngã quỷ, có mấy trăm năm sau họ cũng chưa đi đầu thai. Họ vẫn tương tác với người trần, những cái miếu mạo của thần linh bao nhiêu trăm năm vẫn như vậy, chưa đi đầu thai. Với họ còn tham cái chức vụ, ví dụ ông thần linh ở cái miếu này vẫn cứ chưa đi tái sinh đầu thai, vì ông vẫn còn ham cái gì, mọi các cái chúng sinh đến cúng tế ngày rằm mùng một, cái ngày lễ mỗi năm, cho nên họ còn tham những cái đấy, họ chưa đi đầu thai. Cho nên là không phải cứ 49 ngày là đi đầu thai hết, đầu thai hết, mà nó là có một cái chu trình như thế. Đương nhiên ở đây chúng tôi nói là trên cái phổ diện chung, có nghĩa là người cái vong linh người chết này, trường hợp này người khác, trường hợp khác, chứ không phải như người ta nói tất cả đều như thế, không phải. Vì mỗi một người nó có một căn cơ khác nhau, thì khi mất thì mỗi người cũng phải chịu một cái cảnh giới nhân quả hoàn toàn khác nhau. Đấy thì tùy theo nếu những gia đình nào có vướng vất gì thì đến chúng tôi dùng các phương pháp thức là giải mã tâm linh cho từng người, chứ không giải chung. Tuy nhiên cũng có những khế hợp chung chung khoảng độ 30-40% chung chung như thế. Nhưng còn ngoài ra là toàn thông tin cá biệt cho từng gia đình, từng người một. Cảm ơn bạn.